chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn đón xem. Đặc nhiệm tại chỗ ở Iran đã dẫn đường cho tên lửa ám sát thủ lĩnh Hamas. Các chuyên gia nghi ngờ vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Iran có thể đã sử dụng một tên lửa chính xác đặc biệt kết hợp cùng với sự dẫn đường đến mục tiêu của lực lượng đặc nhiệm tại Tehran. Điều đó có nghĩa là một cuộc tấn công như vậy sẽ tiêu diệt được thủ lĩnh Hamas, trong khi gây ra ít thiệt hại về tài sản nhất. Ông Andrew Ford, nhà nghiên cứu tại Hiệp hội Henry Jackson và là cựu lính dù người Anh, cho biết việc xác định được vị trí của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh đã khiến vụ ám sát chỉ là công việc tình báo khá đơn giản. Theo kênh Iran International, thủ lĩnh Haniyeh thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông trong nhiều chuyến thăm Tehran, khiến nơi này trở thành mục tiêu dễ tiếp cận đối với Israel, dù Israel từng cam kết với Qatar sẽ không tấn công ông Haniyeh ở đó. Ông Andrew Ford nói, họ tự đưa mình vào tầm ngắm nên công tác tình báo của Israel khá đơn giản, thời điểm ban ngày khá nhạy cảm. Ở Afghanistan, chúng tôi thực hiện các cuộc đột kích ban đêm vì chúng tôi biết mục tiêu sẽ ngủ ở đâu. Trong vụ ám sát thủ lĩnh Hamas, dựa trên nhiều năm kinh nghiệm của mình, ông Andrew Ford suy đoán có khả năng là do tên lửa được phóng từ bên ngoài Iran và được dẫn đường bằng công nghệ laser chính xác do lực lượng đặc nhiệm trên mặt đất vận hành. Chuyên gia này nói, binh sĩ trên mặt đất sẽ chỉ một con trỏ laser vào đúng điểm họ muốn bắn trúng để dẫn đường cho tên lửa. Anh, Mỹ và một số nước khác có công nghệ này. Cách tấn công này gây ra thiệt hại tối thiểu và gần như không bị phát hiện với rất ít tiếng động để có thể cảnh báo. Điều này cũng đồng nghĩa với việc không giống vụ ám sát chỉ huy cấp cao của Hezbollah ở Beirut, Fuad Shuk hôm 30 tháng 7, khiến ít nhất 60 người bị thương và phá hủy một phần lớn của một tòa nhà tác động trong vụ ám sát tại Iran hôm 31 tháng 7 ít hơn nhiều. Ông Ford nói thêm, thật thông minh khi sử dụng cách này vì Tehran không bị thiệt hại quá nhiều đến mức phải trả đũa bằng vũ lực lớn. Nếu họ sang phẳng một khu phố, Iran sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả mạnh tay. Vụ việc làm Iran mất mặt, nhưng xét về thiệt hại thì không phải là quá nghiêm trọng. Nhà phân tích tình báo và an ninh Israel Ronen Solomon cũng cho rằng vụ tấn công ở Tehran là một sự xấu hổ lớn đối với Iran. Khi ở Qatar, thủ lĩnh Haniyeh có an ninh dày đặc xung quanh. Tuy nhiên, ông Haniyeh chỉ có một vệ sĩ ở Tehran, nơi mà ông cảm thấy an toàn. Ông Solomon giải thích, ông Haniyeh đến cùng một nhóm người Palestine nên để lại dấu vết tình báo lớn. Họ đến từ Qatar và thường bằng máy bay riêng. Nguyên nhân của cuộc tấn công vẫn chưa được Iran hoặc Israel xác nhận, nhưng ông Solomon cho biết, điều bất thường là không có dấu hiệu cảnh báo vụ ám sát. Lãnh tụ Iran lệnh tấn công trực tiếp vào Israel để trả đũa vụ sát hại thủ lĩnh Hamas. Báo The New York Times ngày 31 tháng 7 đưa tin, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei ra lệnh cho Iran tấn công trực tiếp vào Israel để trả đũa vụ sát hại thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đã sẵn sàng. The New York Times cho biết thêm, ba quan chức Iran đã nhận được thông báo về mệnh lệnh đó. Trong số ba quan chức này, có hai người là thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC. Chỉ thị được đưa ra sáng 31 tháng 7 tại một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao, ngay sau khi vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Haniyeh. Tuy nhiên, phương thức và thời gian tiến hành tấn công chưa được nêu rõ. Các quan chức Iran chỉ tiết lộ một phần của mệnh lệnh. Theo đó, lãnh tụ Ali Khamenei yêu cầu các chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC và quân đội Iran chuẩn bị cả kế hoạch tấn công và phòng thủ trong trường hợp xung đột mở rộng và Israel hoặc Mỹ tấn công Iran. Các quan chức Iran được tờ New York Times trích dẫn cho biết trong số các lựa chọn đang được cân nhắc có cuộc tấn công kết hợp khác bằng máy bay không người lái và tên lửa, tương tự như cuộc tấn công trực tiếp vào Israel vài tháng trước, vào các mục tiêu quân sự ở vùng quanh Tel Aviv và Haifa, tránh tấn công các mục tiêu dân sự. Một phương án tấn công Israel cũng đang được cân nhắc là tấn công phối hợp từ Iran và các mặt trận khác, cùng với lực lượng ủy nhiệm trong khu vực, bao gồm từ Yemen, Syria và Iraq, để đạt hiệu quả tối đa. Theo báo The Times of Israel, Israel chưa bình luận về thông tin trên.
giữa lúc Israel đang trong tình trạng báo động cao sau khi bị cáo buộc đứng sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tối 31 tháng 7 cảnh báo rằng những ngày đầy thách thức đang ở phía trước. Phát biểu từ trụ sở quân đội tại Tel Aviv vào cuối cuộc họp nội các an ninh kéo dài 3 giờ, Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel đang phải đối mặt với các mối đe dọa từ khắp khu vực. Ông Netanyahu nhấn mạnh nước này đã sẵn sàng cho mọi tình huống và sẽ đòi hỏi một cái giá rất đắt cho bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại chúng tôi. Thế nhưng, ông Netanyahu không nhắc đến thủ lĩnh Haniyeh. Trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, Bộ Quốc phòng Israel vừa đặt hàng số lượng lớn đạn cối Iron Sting với trị giá 220 triệu đô la từ nhà thầu quốc phòng Elbit Systems. Theo trang Breaking Defense, đây là loại đạn dược được sử dụng phổ biến trong các cuộc xung đột ở dải Gaza cũng như ở biên giới phía bắc của Israel nhằm chống lại lực lượng Hezbollah. Bộ Quốc phòng Israel cho biết loại đạn này được trang bị hệ thống định vị toàn cầu GPS và hệ thống dẫn đường bằng laser, cho phép tấn công chính xác các mục tiêu trong phạm vi 10 km, giảm thiểu thiệt hại ngoài ý muốn. Đạn có sức công phá lớn và có thể xuyên qua hai lớp bê tông cốt thép. Iron Sting là đạn cối có đường kính 120mm do tập đoàn Elbit Systems phát triển và được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2021. Loại đạn này được thiết kế để sử dụng trong điều kiện chiến đấu phức tạp và môi trường đô thị. Iron Sting nặng hơn 14,5kg, có ngòi nổ đa chế độ và có thể được triển khai từ thiết giáp Humvee và xe bọc thép chở quân M113. Tiết lộ bất ngờ về thủ lĩnh Hamas vừa bị ám sát ở Iran. Thủ lĩnh Ismail Haniyeh, 62 tuổi, vừa bị ám sát ở Iran, được đánh giá mang tư tưởng ôn hòa hơn các lãnh đạo khác của Hamas ở Gaza. Được bổ nhiệm vị trí lãnh đạo cấp cao của Hamas vào năm 2017, ông Haniyeh di chuyển giữa Thổ Nhĩ Kỳ và thủ đô Doha của Qatar, thoát khỏi lệnh hạn chế đi lại tại dải Gaza. Điều này cho phép ông Haniyeh đóng vai trò là người đàm phán trong các cuộc đàm phán ngừng bắn ở dải Gaza. Tất cả các thỏa thuận bình thường hóa mà các quốc gia Ả Rập đã ký với Israel sẽ không chấm dứt được cuộc xung đột ở dải Gaza, thủ lĩnh Haniyeh phát biểu sau khi lực lượng Hamas bất ngờ tấn công xuyên biên giới vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Trước đó, vào năm 2012, khi được các phóng viên Reuters hỏi liệu Hamas có từ bỏ cuộc đấu tranh vũ trang hay không, ông Haniyeh trả lời, tất nhiên là không. Ông nhấn mạnh, cuộc kháng cự sẽ tiếp tục dưới mọi hình thức, kháng cự của người dân, kháng cự chính trị, ngoại giao và quân sự. Bất chấp những lời lẽ cứng rắn như trên, thủ lĩnh Haniyeh được nhiều nhà ngoại giao đánh giá là ôn hòa hơn so với các lãnh đạo khác của Hamas, nhóm được cho là do Iran hậu thuẫn. Thủ lĩnh Hamas từng mất 3 người con và 4 người cháu sau đòn công kích của Israel nhằm vào chiếc xe của họ hồi tháng 4 năm nay. Khi được hỏi liệu cái chết của con và cháu có khiến ảnh hưởng tới cuộc đàm phán ngừng bắn ở dải Gaza giữa Hamas, Israel hay không, ông Haniyeh nói, lợi ích của người dân Palestine được đặt lên trên hết. Mặc dù xuất thân từ người theo Hồi giáo dòng Sunni, nhưng ông Haniyeh đã có công lớn trong việc xây dựng năng lực chiến đấu của Hamas, một phần bằng cách vun đắp mối quan hệ với Iran theo đạo Hồi dòng Sunni. Ông Haniyeh là thủ lĩnh mặt trận chính trị và ngoại giao của Hamas. Reuters dẫn lời tiến sĩ Adib Ziadeh, chuyên gia về các vấn đề Palestine tại Đại học Qatar. Khi còn trẻ, ông Haniyeh là một sinh viên hoạt động tại Đại học Hồi giáo ở thành phố Gaza. Ông gia nhập Hamas khi tổ chức này được thành lập trong cuộc nổi dậy đầu tiên của người Palestine vào năm 1987. Ông sau đó đã bị Israel bắt trong thời gian ngắn. Vào ngày 31 tháng 7, Hamas và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cùng tuyên bố thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh đã bị ám sát. Các thành viên Hamas bày tỏ sự thương tiếc cái chết của ông Haniyeh, người mà họ cho là đã bị ám sát trong một cuộc đột kích phản bội vào nơi ở của ông ở Tehran. Theo Reuters, trước đó, ông Haniyeh đã xuất hiện vào ngày 30 tháng 7 khi tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Sáng sớm nay, dinh thự của ông Ismail Haniyeh tại Tehran đã bị tấn công, khiến ông và một trong những vệ sĩ của ông tử nạn. Nguyên nhân đang được điều tra và sẽ sớm được công bố, IRGC cho biết. Hãng tin nhà nước Al Arabiya của Ả Rập Saudi cũng đưa tin về vụ việc. Theo The Jerusalem Post, các lực lượng nói trên cũng cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công. Trang tin tức Al Mayadin có liên hệ với Hezbollah tuyên bố rằng Israel đã sát hại ông Haniyeh. Cho đến nay, không ai ở Israel bình luận về thông tin trên.
ông Musa Abu Mazouk, một thành viên cấp cao của Hamas, đã cảnh báo sẽ không bỏ qua việc ông Haniyeh bị sát hại. Thông tin nổi bật vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng kênh YouTube Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nóng hổi nào nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!